Dạ, xin chào cô chú anh chị, ở nhà mình có khỏe không à? Thì hôm nay ở Canada thời tiết cũng đang vào mùa lạnh rồi, nên mấy cây rau muống của mình ở đây nó không phát triển nhiều nữa. Và mấy cây này thì chuẩn bị héo, nên hôm nay em sẽ thu hoạch hết cái đám rau muống của mình nha. Tại vì mình không thu hoạch thì mấy cây này sẽ tàn đi, nên mình phải thu hoạch hết luôn rồi mình đem vào mình sẽ xào hay là ăn cái gì ngon cũng được. Có một chiếc trực thăng hay cái gì nó bay ở trên nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Tiếng kêu to ơi là to luôn ha. Không biết là ở trên đó họ có thấy mình đang quay phim họ không nữa. Nên hôm nay thôi thì bây giờ mình thu hoạch rau thôi. Rau muống thì lúc này đây nè, mấy cây ở trên này hôm bữa mình cắt rồi á, nên hôm nay mấy cây này ra thêm nữa nên rất là non và còn nhỏ. Mà nếu như mà mình không cắt á, thì cũng tàn hết à cả nhà. Nên hôm nay mình sẽ cắt hết luôn nha. Tại vì cái đám rau muống này của mình là xen kẽ trong cái đám thù lù á, nên rất khó để nhìn. Hái nguyên một bụi luôn nè. Cái cây thù lù ở đây mọc rất là tùm luôn, nên làm cho rau muống của mình ở trong đây nè, mắc kẹt ở trong đây luôn. Nên mình sẽ hái cây nào mà mình thấy được mình sẽ hái hết. Nhú lên cũng hái luôn. Tại vì đây là đợt thứ hai mình thu hoạch nè cả nhà. Đợt rồi mình thu hoạch xong rồi, bây giờ là mấy cây này nó lên nữa nè, nên mình tiếp tục mình cắt thôi. Coi vậy chứ còn ở trong đây rất là nhiều luôn. Có mấy trái thù lù rớt ở đây nè cả nhà. Mình cũng lợm luôn. Mấy trái thù lù này thật ra là mấy trái rụng á, ăn rất là ngon và ngọt luôn. Này như cả nhà thấy nè, vào thời tiết lạnh thì rau muống của mình nó đã có rất nhiều lá đã úa vàng rồi. Nên mình để như thế này, mình để càng lâu thì rau muống của mình sẽ lụi theo thời tiết sẽ lạnh này, nên mình phải thu hoạch. Ở trong đây có rất nhiều trái thù lù rụng luôn. Wow. Mình thu hoạch rau muống thì thu hoạch đến đâu thì mình sẽ lượm trái thù lù đến đó. Tại vì ở trong đây là cái rất là nhiều bụi thù lù ở trong đây luôn. Mà rau muống quá trời ở trong đây. Như cả nhà thấy nè, mấy trái rụng rất là nhiều ở vòng vòng cái gốc. Mà đặc biệt là mấy cái trái rụng á, ăn rất là ngọt. Ở trên cây có mấy trái thì mình cũng hái luôn. Rau muống cuối mùa nên nó không còn ngon như lúc đầu mùa, nhưng mà cũng rất là ngon. Tại vì mình có rau muống ăn là ngon rồi cả nhà. Rau muống ở đây là cũng đắt lắm nha. Nửa ký là một phao là 5 đồng một phao, thì 5 đồng là 90 ngàn tiền Việt Nam mình đó cả nhà. Thì một ký là 180, ghê ha. Mắc ơi là mắc, nên mình có rau như thế này mình ăn thì tốt rồi, khỏi phải mua. Nhưng mà ăn hết đợt này là chắc chắn là phải mua rau ăn rồi. Tại vì thời tiết như thế này thì mình đâu có trồng được rau đâu. Mà những cái loại rau của Việt Nam mình á, ăn ngon mà lại ở đây là hàng hiếm á, nên
hàng hiếm nên cái giá nó cũng cao hơn bình thường. Nên mình thu hoạch về thì mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nó là cũng được cả tuần. Rồi khi nào mình ăn cũng được. Chứ giờ mình không thu hoạch để vài bữa nó cũng lụi hết, nó hư uổng. Cắt bụp 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 bụp. Cái này thì mấy cái lá ở dưới này ú ú này, tí nữa mình vào nhà mình sẽ lựa lại cho nó sạch sẽ rồi mình mới để vô tủ lạnh nha cả nhà. Tại vì nếu mà mình không làm sạch sẽ thì mình để vô tủ lạnh là mấy cái lá ú nó sẽ làm cho mấy cái lá kế bên bị ú theo đó. Nên trước khi để vào tủ lạnh thì mình phải làm cho nó thật sạch sẽ trước rồi mới để vào tủ lạnh được. Nè cả nhà nhìn, cuối mùa nhưng mà lên rất là ngon luôn, non chèo non chẹt. Ở đây cũng có nguyên một cây mã đề luôn nè cả nhà. Đây là cây mã đề nè, mình nghe mọi người nói là đây là một cây thuốc trị bệnh. Rồi có bông, cái bông này sẽ rớt xuống và nó lên cho mình nhiều cây con nữa. Nên mình nhổ luôn rồi. Ở Việt Nam mình thì xem cây mã đề như là một loại thuốc, còn ở đây người ta xem như là một loại cỏ. Người ta tiêu diệt cỏ, người ta cắt hết luôn, chứ người ta đâu có nghĩ đó là thuốc như người Việt mình đâu. Cắt hết đợt rau này là năm sau mới có rau muống ăn trở lại. Tại vì bây giờ là chuyển qua mùa thu lạnh rồi nên hả đâu có trồng được rau muống. Coi vậy chứ cắt là như đây là cũng nhiều lắm. Ăn có thể là ăn 2 lần nữa hả. Bởi vậy thời tiết mà phải chi mà kéo dài cho mùa hè thì ngon biết mấy. Tại vì mùa hè mình trồng được có vài tháng thôi, rồi chuyển qua mùa, bây giờ là chuyển qua mùa thu rồi nên thời tiết se lạnh. Mà cây rau muống này là không thích thời tiết lạnh, chỉ thích thời tiết nóng. Nên bây giờ chuyển qua mùa lạnh rồi cây nó đâu có phát triển. Vậy chứ mình dỡ mấy cái cây thù lù này lên nè, thì ở trong này cũng còn rất nhiều rau muống luôn. Lần thứ hai mình thu hoạch mà cây lên rất là nhiều. Có một số cây lên rất là ngon luôn nè, dài thần lòn nguyên một bụi luôn cả nhà. Ngon chưa? Vậy chứ mà thu hoạch đợt 2 rồi mà cây vẫn rất là non luôn, ngon ơi là ngon. Đây có 2 trái thù lù nữa nè, 3 trái luôn nè. Thôi vậy chứ nó rụng hoài luôn. Rụng hoài thì mình cũng lợm hoài. Đi một vòng vậy chứ hả, rất là nhiều rau muống. Đây cả nhà, ở trong đây nó chen chen trong đây rất là nhiều luôn. Thêm trái thù lùng nữa nè. Giờ thì ở đây có một số rau thì là nè cả nhà, thì mình sẽ cắt luôn. Rau
thì là này là rất là thơm, nấu với lại canh cá là ngon lành cành đào luôn. Mà hiện tại là rau của mình nó thơm, đã lên bông rồi. Mùa này là ít loại rau lắm, rau nào cũng tàn theo mùa. Đây có một số lá nữa nè, tùm. Thơm ơi là thơm. Bây giờ mình sẽ hái thêm một ít rau ngò rí nữa nghe cả nhà. Rau này bữa giờ nó lên quá trời cao luôn rồi cả nhà ơi. Bữa giờ mình không hái là nay nó già hết rồi. Trời ơi, uổng thiệt chứ. Cả nhà nhìn cây nào cây nấy nó to ơi là to luôn. Còn cái lá ở dưới thì nó úa vàng hết đi nè. Uổng hơi luôn. Tiếc thiệt chứ. Nhưng mà bữa giờ mình không thu hoạch để dành ăn. Đây cả nhà, hái nguyên một nắm luôn rồi nè. Rau này thì mình chỉ lặt mấy cái cây non thôi, còn mấy cái già già thì mình bỏ nha cả nhà. Tại vì nó già rồi. Uổng ơi là uổng. Nó ra màu vàng hết rồi cả nhà. Vàng úa. Cái màu thiệt là đẹp luôn. Mà cái thân cây thì nó cũng già luôn. Nên mình sẽ ngắt những cái nào còn non thôi. Hiện tại thì ở nhà nhìn cái cây này nó to ơi là to luôn hen. Trời ơi, uổng dễ sợ mà nó già cống cú đế rồi. Chứ hả, cây này mà còn non á là rất là tuyệt vời. Cũng có nhiều cô chú anh chị nói là cái gốc rau thì là rau này là nấu nước uống để trị bệnh, nhưng mà mình không biết là có đúng không. Mà nếu mà anh chị cô chú nào mà muốn uống thì hãy tìm hiểu kỹ trước khi uống nha. Buổi chiều ở đây xe chạy rất là tấp nập. Đó, cả nhà nhìn nè, mình lật vậy chứ là lấy là toàn cái lá non thôi. Còn mấy cái gốc mà già già mình cũng bỏ hết. Tại vì mình lấy hết thì đâu có ăn được đâu, lấy làm chi. Vậy chứ cũng được cái nấm à. Đây. Được cái nấm là vô là ăn với lại nấu canh cá với lại rau thì là thì thật là tuyệt vời luôn ha. Cả nhà ơi, vậy là hôm nay em đã thu hoạch rau xong rồi, gồm có rau thì là rau ngò rí và rau muống với lại còn một số trái thu lưu nữa chứ. Wow, thì rất là nhiều luôn ha. Như đây là vào mình nấu canh cá, ăn canh cá, rau thì là và rau ngò rí thì thật là tuyệt vời luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều thành công và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.